Nhiều sản phẩm công nghệ Made in Việt Nam đã có mặt trên Tiki, Lazada và Shopee thông qua sự hợp tác giữa VNPT Technology và ba sàn giao dịch thương mại điện tử lớn này. Theo đó, tại ba gian hàng chính hãng trên ba sàn thương mại điện tử này, VNPT Technology sẽ giới thiệu và kinh doanh 12 sản phẩm thuộc 5 nhóm mặt hàng gồm đầu thu truyền hình KTS kỹ thuật số, Android TV Box, thiết bị Wi-Fi, smartphone và phụ kiện công nghệ. Đáng chú ý trong nhóm sản phẩm nói trên là bộ thiết bị Easy Mesh Access Point iGate, EW12S gọi tắt là Mesh AP và hệ thống quản lý Cloud Mesh Controller. Đây là bộ sản phẩm thuộc nhóm các sản phẩm giải pháp phần mềm thương mại tiêu biểu của Việt Nam vừa nhận danh hiệu Sao Khuê 2020. Đại diện VNPT Technology cho biết cùng với sự hợp tác này, nhiều ưu đãi trong tháng 6 cũng được triển khai cho người dùng Việt khi mua các sản phẩm tại các gian hàng chính hãng trên Tiki, Lazada và Shopee.